Đọc tâm thuật ăn dưa đoàn sủng thiên kim giả thẩm ưu sau khi thức tỉnh, buộc chặt hệ thống ăn dưa thất đức, ăn miếng đầu tiên chính là dưa của mình. Cô ấy, ác độc nữ phụ, dẫn dắt cả nhà đi lên con đường bia đỡ đạn, cho rằng thức tỉnh liền vạn sự đại cát. Ha ha, sụp đổ là được. Vì mạng sống, thẩm ưu cẩn trọng mà sắm vai vừa ngu xuẩn vừa trà ác độc nữ phụ, không ngờ tất cả mọi người có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng đối mặt với người cha cố chấp. Bà thích hút thuốc, nhất định là có nguyên nhân, nói không chừng hút thuốc có chỗ tốt mà con không biết. Hút thuốc tốt, tốt là tốt, có thể chọn một nơi an táng tốt, sớm đi đầu thai. Đối mặt với mẹ mềm lòng. Mợ mang theo chị họ cuộc sống không dễ dàng, mẹ đừng đuổi họ đi. Ha ha, chờ các nàng làm cho cả thẩm gia gà chó không yên, muốn đuổi cũng đuổi không đi. Đối mặt bá tổng đại ca đại ca nói đúng, dự án này rất có triển vọng. Thật dũng sĩ, dám đi làm bồi thường tiền lại ăn kiện hạng mục. Đối mặt với đạo diễn nhị ca. Cái này nữ diễn viên diễn xuất tốt, bộ dạng cũng rất xinh đẹp, quả thực chính là vì ngươi bộ phim này mà sinh. Diễn xuất thật xinh đẹp, đến lúc đó mới tiện vu hãm ngươi quy tắc ngầm A. Đối mặt với ngôi sao ca nhạc tam ca. Bài hát này thật hay, fan hâm mộ của anh nhất định sẽ thích dám tuyên bố bài hát này, liền chờ lâm vào phong ba sao chép đi. Đối mặt với thiên kim tỷ tỷ. Vị hôn phu của ta thích người là ngươi, chúc các ngươi hạnh phúc. Cậu nam nhân có ý đồ bất lương. Hắn không xứng với ngươi, đát mị. Thẩm ưu ngồi chờ bị điên cuồng vả mặt, cuối cùng lại thành đoàn sủng. Từ then chốt của tiểu thuyết. Toàn hào môn độc tâm ăn dưa, thiên kim giả lại tiết lộ không có cửa sổ đạn, toàn hào môn độc tâm ăn dưa thiên kim giả lại tiết lộ toàn bộ đao loa, toàn hào môn độc tâm ăn dưa, thiên kim giả lại tiết lộ chương mới nhất. Chương 1 Ta lạc cái đi, thật đúng là lớn quá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương một ta kháo đi, thật đúng là đại qua. Nghe nói thẩm ưu là giả thiên kim, hôm nay tràn yến hội này chính là vì chúc mừng tìm về thiên kim thật thẩm ngôn mà tổ chức. Nếu thật sự là thiên kim giả, Thẩm Gia sẽ làm cho nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy đến yến hội. Thẩm Ưu mặc váy dạ hội được thiết kế tỉ mỉ, khuyên tai kim cương lấp lánh bên tai, làm cho cô thoạt nhìn càng thêm tươi đẹp động lòng người. Trái lại Thẩm Ngôn bên cạnh cô lại mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean cũ kỹ, có vẻ không hợp nhau. Ăn mặc so với chó đất còn khó coi hơn, ta xem chính là một đứa con riêng không ai biết. Nhìn quần áo trên người cô ấy xem, cũng như vậy không phải là nhặt được từ thùng rác chứ cái này cũng quá làm thẩm gia mất mặt ưu ưu cô ấy thật sự là chị của em sao kỳ thật thẩm gia là vì thẩm ngôn chuẩn bị váy dạ hội cùng giày cao gót nhưng mấy thứ này đưa đến trong tay thẩm ngôn thì váy dạ hội bị cắt đến nát vụn gót giày hai đôi giày cao gót trở nên dài ngắn không đồng nhất cô đành phải mặc bộ trang phục vừa mới từ nông thôn được đón trở về đây đương nhiên là kiệt tác của thẩm ưu dưới sự thúc đẩy của nội dung vở kịch cách ăn mặc không phù hợp của thẩm ngôn trong bữa tiệc bị cười nhạo, khiến người thẩm gia cảm thấy mất mặt. Bọn họ cho rằng thẩm ngôn cố ý dùng loại hành vi này biểu thị kháng nghị và bất mãn với bọn họ, mà tính tình thẩm ngôn lãnh đạm, căn bản khinh thường giải thích, khiến cho người thẩm gia càng thêm chán ghét cô. Thẩm ưu hiểu rõ giả bộ hồ đồ hơi hơi nhíu mày thanh tú, ra vẻ bất mãn. Được rồi, được rồi, các ngươi đều ít nói hai câu, thẩm ngôn là tỷ tỷ của ta, các ngươi nói nàng không tốt, chính là đang nói chúng ta thẩm gia không tốt nhìn như là đang bảo vệ thẩm ngôn nhưng đối với chuyện các nàng chăm chọc thẩm ngôn thổ hoài nghi thẩm ngôn là con riêng lại một chuyện cũng không làm sáng tỏ ngược lại giống như ngầm thừa nhận chật 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 trà ngôn trà ngữ nhưng đây không phải chủ ý của thẩm ưu hiện tại cô tạm thời còn không thể thoát khỏi sự khống chế của nội dung vở kịch vài ngày trước nàng đột nhiên bị thất đức ăn dưa hệ thống trói định sau thức tỉnh phát hiện mình nguyên lai là sống ở trong một quyển sách, là trong sách ác độc nữ phụ, vừa ngu xuẩn vừa trà, còn là cái cư chiếm thước sao giả thiên kim Trong nội dung vở kịch, bởi vì thiên vị thẩm ưu, người thẩm gia không ngoại lệ đều lấy được kịch bản pháo hôi, trở thành đá lót đường cho thiên kim chân chính bước lên con đường làm mất mặt sản khoái. Thẩm ưu mặc dù tại hệ thống trợ giúp hạ thức tỉnh, nhưng không có hoàn toàn thức tỉnh. Ha ha, bởi vì sụp đổ thì phải. Trừ phi thu thập được 100 vạn trà xanh giá trị, nếu không nàng phải tiếp tục tìm đường chết, thẳng đến đem bọn họ cả nhà đều đưa lên pháo hôi con đường. Trải qua nhiều lần thăm dò đổ máu, thẩm ưu học ngoan, cẩn trọng sắm vai nữ phụ ác độc vừa ngu vừa uống trà. Vừa rồi hệ thống đột nhiên báo cho nàng biết xuất hiện bút, cần tiến hành chữa trị để cho nàng bình thường làm nhiệm vụ, sụp đổ người thiết lập vẫn là sẽ giác, nói xong liền tiến vào ngủ đông hình thức bất quá ngược lại là cho nàng thất đức ăn dưa bách khoa. Dư quan thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang dơ chén rượu, làm bộ như không có việc gì đi ngang qua, đến bên cạnh các nàng, thẩm ưu biết, người đưa kinh nghiệm cho thiên kim thật đã tới. Ngũ giai văn trên mặt lộ vẽ lấy lòng tươi cười, tự hồ chỉ là muốn tìm cái đề tài gia nhập các nàng. Biểu mùi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì a? À? Cách thẩm ưu gần nhất nữ sinh giành mở miệng trước, sợ người khác nghe không thấy dường như, lớn tiếng nói. Đương nhiên là đang nói cái nào đó đê tiện vô sĩ ở sau lưng chữ bới ưu ưu tư sinh nữ a. À? cha Chà! Ánh mắt thẩm ngôn đảo qua lạnh như băng, như có thực chất. Thẩm ưu giả vờ không nhìn thấy, tóc gáy lại dựng thẳng lên. Ngũ dai văn ra vẻ kinh ngạc há to miệng, thốt lên. À, em họ, chẳng lẽ em còn chưa nói cho mọi người biết, thật ra em họ thẩm ngôn mới thật sự là thiên kim của thẩm gia sao? một viên đá kích khởi ngàn tầng sống. Nữ sinh gần thẩm ưu nhất mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía thẩm ưu. Ưu ưu, cô ấy nói không phải sự thật chứ. Cậu cư nhiên không phải con gái thẩm gia. Giọng nàng không nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều bất động thanh sắc vẫn tai lên. Không cẩn thận, sau khi công khai chân tướng với mọi người, ngũ giai văn dường như mới ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng giơ tay che miệng mình, bịt tai trộm chuông hạ giọng, chột dạ liếc thẩm ưu, em họ, anh không phải cố ý nói ra, em ngàn vạn lần đừng tức giận nha. Nhìn như là đang khẩn cầu thẩm ưu không nên tức giận, kỳ thực tước đoạt cơ hội thẩm ưu ở trước mặt mọi người phủ nhận, chân tướng. Nếu không phải người không cho phép, thẩm ưu hiện tại đã trận trắng mắt với cô. Ở trong mắt mọi người, sắc mặt thẩm ưu đột nhiên tái nhợt, giống như là bị dọa đến choáng váng không trên một tiếng, tương đương với biến tướng ngầm thừa nhận lời ngũ giai văn nói không phải thẩm ưu không muốn mở miệng là nội dung vở kịch không cho phép trời ạ à, thẩm ưu lại là hàng giả đem con gái không có quan hệ huyết thống làm cục cưng con gái rụt ngược lại chẳng quan tâm đầu óc người thẩm gia có phải có vấn đề hay không tiếng nghị luận chói tai tranh nhau chui vào trong tay thẩm ưu cô lại đắm chìm đọc bách khoa thiếu đạo đức ăn dưa cách đó không xa một cái đầu đầy tóc xanh thanh niên lộ ra vui sướng khi người gặp hòa biểu tình móc ra không biết từ đâu tìm tới loa phóng thanh hướng về thẩm ưu hô to thẩm ưu ngươi cái này hàng giả hiện tại liền cho ta lăn tới dập đầu xin lỗi mọi người theo tiếng nhìn lại thẩm ưu cũng phục hồi tinh thần lại nghi hoặc nhìn về phía hắn một giây sau trong đầu mọi người xung quanh đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của thẩm ưu người này thoạt nhìn có chút quen mắt a à, để tôi ngẫm lại thì ra hắn tên là tôn uy ninh là con trai của chủ tịch công ty dược tôn thị lần trước thấy hắn mang theo mấy tên côn đồ khi dễ người vẫn là ta thuận tay báo cảnh sát không nghĩ tới hắn mang thù như vậy gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau theo dõi lẫn nhau có chuyện gì vậy rõ ràng không thấy cô mở miệng sao lại nghe thấy giọng nói của cô thanh niên tóc xanh dụi dụi mắt lại ngoáy ngoáy lỗ tai trong khoảng thời gian ngắn không biết mình xuất hiện ảo giác hay là ảo giác ha 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 Trách không được màu tóc của hắn trở nên nhanh như vậy, lần trước vẫn là lông vàng, hôm nay liền biến thành lông xanh, nguyên lai like hắn là hói đầu, vẫn mang đều là tóc giả a. À. Sắc mặt mọi người khó nén khiếp sợ, ánh mắt không tự chủ được dừng ở đỉnh đầu thanh niên. Tuổi còn trẻ sao lại hói chứ? Cương nhiên chưa trưởng thành thời điểm liền bắt đầu rụng tóc, trưởng thành sau liền cũng không còn mọc quá tóc, chỉ có thể dựa vào tóc giả duy trì hình tượng. Thẩm Ưu, cậu câm miệng cho tôi sắc mặt tôn uy ninh vừa đỏ vừa xanh, càng ngày càng đen. hai tay siết chặt thành quyền, hỗn hển xông về phía thẩm ưu. xuống nha đầu không biết sống chết. làm sao cô ấy biết được những chuyện này? không biết là bị ai vấp một cái, tôn uy ninh còn chưa kịp vọt tới trước mặt thẩm ưu, đã ngã chó ăn phân trên mặt đất. tóc giả cũng không kiên cố nữa, thoát khỏi đỉnh đầu bóng loáng của hắn, rơi trên mặt đất. hoa. Wow. lại thật đúng là đầu trọc a. À dưới cái nhìn chăm chú của hơn trăm ánh mắt ngạc nhiên, Tôn Uy Ninh tức đến hôn mê bất tỉnh. Văn, lầm lẫn, giả dối. Kỳ quái, ta lại không nói chuyện, Tôn Uy Ninh vì sao bảo ta câm miệng. Đội tóc giả còn lỗ mãn như vậy, được rồi, cái này tất cả mọi người nhìn thấy đầu trọc của ngươi đi. Đáng đời. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đắt tiền chen vào từ trong đám người, ngồi xổm xuống xem xét tình huống của Tôn Uy Ninh, gọi điện thoại chỉ chốc lát sau đã có mấy người tới khiêng hắn đi. Lúc này cơ hồ lực chú ý của mọi người đều bị thẩm ưu cùng tôn uy ninh hấp dẫn, cũng không phát hiện lầu hai yên lặng quan sát mấy người. Một nam sinh tóc bạc nhìn về phía nam nhân bên cạnh sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mỉm cười. Trước kia sao không phát hiện, vị hôn thê nhỏ của anh còn rất thú vị. Ánh đèn nhỏ vụn khúc xạ trên người hắn, quan ảnh đem đường nét khuôn mặt hắn cắt thành hai khối, chỉ thấy khóe môi hắn dương lên, lại không thấy rõ trong mắt hắn đến tột cùng có vài phần ý cười. Thấy nam nhân không để ý tới hắn, nam sinh liếc mắt sắc mặt không tốt nam nhân trung niên, nhướng mày. Nàng giống như gặp phải phiền toái, làm vị hôn phu, không có ý định đi anh hùng cứu mỹ nhân. Nam nhân tay trang dày da, từ khi yến hội bắt đầu đến nay liền ở chỗ này thờ ơ lạnh nhạt, không có nửa phần ra tay tương trợ, nghe vậy chỉ nhíu mày, hờ hững nói. Cảm ơn huyên náo, ngươi nói nhiều quá. Người đàn ông trung niên mặt âm trầm, nhìn về phía thẩm ưu. Tiểu cô nương, cha mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói sao. Thẩm ưu lộ ra biểu tình điềm đạm đáng yêu. Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Nguyên lai hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh tôn thị dược nghiệp chủ tịch, tôn viễn trung. Nam nhân trung niên không tiếng động cười lạnh. Hừ, cho rằng vuốt mông ngựa đối với hắn hữu dụng. Ngây thơ nàng hại nhi tử của hắn ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, hắn nhất định phải thay nhi tử của hắn xuất khẩu ác khí. Chẳng lẽ bộ tóc giả màu xanh lá cây kia của Tôn Uy Ninh là cố ý đội cho lão cha oán chủng này xem sao? Hả? Ý anh là sao? Mọi người ngửi được đại qua khí tức, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhau nhau theo bản năng ngừng thở. Không thể nào, Tôn Uy Ninh cái này ngu xuẩn đơn bào sinh vật, theo lý thuyết cho dù biết hắn không phải tôn viễn trung thân sinh cũng không đến mức như vậy chăm chọc hắn oán chủng lão cha a à. chết tiệt thật đúng là dưa hấu ai đừng nhìn tôn viễn trung gia tài bạc triệu kỳ thật cũng là một người đáng thương không chỉ có tôn uy ninh không phải hắn thân sinh trong nhà hắn mặt khác một nam một nữ hai đứa nhỏ cũng đều cùng hắn không có huyết thống quan hệ nghe đến đó tôn viễn trung thiếu chút nữa không lên được cái gì ý của cô là trong bụng vợ anh không có ai là giống của anh. May mắn, may mắn hắn còn có. Hết chương này. Chương 2 Nàng cũng là tinh khiết lớn oán loại A. À? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Cô ấy cũng là một đại oán chủng thuần khiết tôn viễn trung còn chưa nghĩ xong, đã nghe được tiếng lòng của thẩm ưu. Ngay cả tình nhân hắn nuôi ở bên ngoài luôn miệng nói thay hắn sinh nhi tử, đó cũng là tình nhân cùng Tôn Viễn Trung đệ đệ hắn hài tử. Mọi người tiếp được cái cầm kinh hải của mình, liên tục lui về phía sau. Cái này, loại đại qua liên hoàng này là bọn họ có thể nghe sao? Tuy nói các vị đang ngồi trong nhà nhiều ít đều có chút khúc mắt không muốn người khác biết, nhưng làm nam nhân làm được quan chủng lớn như Tôn Viễn Trung trình độ, vẫn là không thấy nhiều lắm. Tôn Viễn Trung tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, huyết áp liên tục tăng cao lúc này trong đám người đột nhiên toát ra một cô gái trẻ tuổi cô gái chạy đến bên người tôn viễn trung kéo cánh tay của hắn đầu tiên là hung tợn trừng thẩm ưu một cái quay đầu vẻ mặt căm giận nói với tôn viễn trung ba thẩm ưu đột nhiên bị mắng tuy rằng ta là giả thiên kim không sai là chết trà xanh cũng không sai nhưng là ta giống như cái gì cũng chưa nói đi nghe vậy mọi người yên lặng cúi đầu nghĩ thầm đã nói nên nói không nên nói tất cả đều đã nói. Lầu hai, nghe được tiếng lòng thẩm ưu, tạ tán nhau không nhịn được vì cười một tiếng. Lần đầu tiên nghe có người thản nhiên thừa nhận mình là trà xanh chết như vậy, thật thú vị. Thiếu chút nữa đã quên, Tôn Thanh Ninh cũng ở hiện trường yến hội, nhưng điều này cũng không thể trách tôi nhớ không ra, dù sao vừa rồi Tôn Uy Ninh ngã hôn mê cũng không thấy cô ấy đi ra quan tâm, tốt xấu gì cũng là anh em cùng mẹ khác cha. Hả? cùng mẹ khác cha. Dưa này cư nhiên còn chưa ăn xong. Mọi người đều im lặng, vẫn tai lên, sợ bỏ sót chi tiết gì. Huyết áp của tôn viễn trung thật vất vả mới bình phục được một chút lại bắt đầu tăng lên, trong lòng tự nói với mình không nên nghe đây đều là cô bịa đặt, nhưng vẫn nhìn không được nhìn về phía thẩm ưu. Vợ của Tôn Viễn Trung thật sự là một nhân tài, đầu tiên là trước khi kết hôn mang thai đứa con mối tình đầu của Bạch Nguyệt Quang, thừa dịp lúc chưa lộ vẻ hoài thai tìm tôn viễn trung gia thế hậu đã làm hiệp sĩ tiếp bàn lại bởi vì sau khi kết hôn tôn viễn trung bận rộn sự nghiệp luôn đi công tác không chịu nổi tịch mịch liền lén lúc ở cùng một chỗ với quản gia còn sinh cho quản gia một đứa con gái thì ra tôn viễn trung mỗi lần đi công tác trở về đều tiến hành trao đổi thân mật với vợ chuyện mang thai cũng thuận lý thành chương trách không khiến anh ta hoài nghi nghe đến đó không chỉ có tôn viễn trung sắc mặt khó coi mà ngay cả Tôn Thanh Ninh cũng như bị sét đánh, bị đả kích lớn. Không đời nào. Lời của Thẩm Ưu là có ý gì? Ý cô là, cô là con của mẹ và bác quản gia sao? Tuyệt đối không có khả năng. Nàng là Thiên Kim đại tiểu thư cao quý của Tôn gia, sao lại là con của một người giúp việc đê tiện? Cô nhớ tới bác quản gia luôn dùng ánh mắt từ ái nhìn anh, đối với cô cũng luôn tốt hơn anh trai và em trai, Tôn Thanh Ninh cũng từng tò mò hỏi qua mẹ người phụ nữ lại chỉ xoa xoa đầu cô nói. Bởi vì anh khiến người ta yêu thích. Lúc mẹ nói lời này với cô tuyệt không chột dạ, Tôn Thanh Ninh bởi vậy mà tin tưởng không nghi ngờ lời mẹ nói. Nhưng mà, hiện tại có một nguyên nhân càng có sức tin phục bày ra trước mặt nàng. Nếu quản gia đối xử tốt với cô, là bởi vì biết cô là con gái của anh thì sao? Tôn Thanh Ninh không ngừng lắc đầu, nhưng sâu trong đáy lòng lại có một giọng nói đang nói cho cô biết. Là thật thẩm ưu nói đều là thật. Cô không dám nghĩ tiếp, phát hiện tôn viễn trung vốn để mặt cô kéo chẳng biết từ lúc nào đã rút cánh tay của mình về, trong lòng cô lọt bộp một tiếng, không dám tin nhìn anh, thốt ra. Ba. Lúc tôn viễn trung vừa tới yến hội, cùng người nâng cốc hàng huyên, hàng hái, giờ phút này mới qua không tới hai giờ, lại phản phất già nua mười tuổi. Hắn giống như là không nghe thấy thanh âm của tôn thanh ninh, bỏ tay nàng vương tới, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền nổi giận đùng đùng rời đi. Thẩm ưu mờ mịt trừng mắt nhìn. Gì, tôn viễn trung sao đột nhiên đi rồi? Vừa rồi không phải còn một bộ muốn bới móc sao? Tôn thanh ninh ông lấy bàn tay bị vung đau của mình, nghe vậy đột nhiên quay mặt, hỗn hển vọt tới trước mặt thẩm ưu, giơ tay muốn tát cô. Cô muốn đánh nát miệng thẩm ưu. Để cho nàng không bao giờ dám nói hưu nói vượng nữa. Bất quá thẩm ưu đã sớm có phòng bị, tại một khắc nàng động thủ kia, thẩm ưu linh hoạt trốn về phía sau ngũ giai văn đứng ở bên cạnh nàng, nương theo một đạo tiếng bàn tay thanh thúy, má trái ngũ giai văn hiện ra một dấu bàn tay màu đỏ. a à, ngũ giai văn che mặt, phát ra tiếng nổ chói tai. không ngờ lại đánh nhầm người, tôn thanh ninh ngây ngẩn cả người. hai người liếc nhau, đồng loạt trừng mắt nhìn thẩm ưu, người sau lại vẽ mặt giật mình che miệng. trời ạ, à, biểu tỷ ngươi nếu không quan trọng. Tôn Thanh Ninh ngươi thật quá đáng, cho dù tâm tình ngươi không tốt, cũng không thể vô duyên vô cớ đánh biểu tỷ ta trút giận a, à, biểu tỷ ta cũng không phải nơi trút giận của ngươi. Đang yên đang lành, Tôn Thanh Ninh đột nhiên nổi điên cái gì? Chẳng lẽ là muốn trút giận cho anh trai cùng mẹ khác cha của cô? Nhưng Tôn Uy Ninh là tự mình ngã sắp xuống, liên quan gì đến tôi? Tôn Thanh Ninh một cái tác này gọi đến ngũ giai văn trên mặt, lại muốn đánh thẩm ưu thì đã không có cơ hội bị chạy tới bảo tiêu giữ chặt cô muốn tức nổ tung thẩm ưu vô trách nhiệm nói mấy câu liền làm hại ba ba hoài nghi quan hệ huyết thống giữa bọn họ cư nhiên còn có mặt mũi giả bộ vô tội nói chuyện không liên quan đến cô vương nghĩ tới ánh mắt nhìn nàng trước khi rời đi của tôn viễn trung tay chân tôn thanh ninh liền lành cả người oán hận trong lòng đối với thẩm ưu lại càng sâu thẩm ưu con khốn này từ nhỏ đến lớn đều khiến người ta chán ghét như vậy nhìn tôn thanh ninh bộ mặt dữ tợn thẩm ưu đứng ở lĩnh vực an toàn tiếp tục cảm khái dưa mới vừa nhìn thấy trên bách khoa toàn thư thiếu đạo đức nói đi cũng phải nói lại tuy tôn thanh ninh không phải con gái ruột của tôn viễn trung nhưng cô ta cũng là một loại oán hận thuần khiết tôn thanh ninh vẫn khoe khoang mình có một đại minh tinh làm bạn trai đem tất cả tiền đều tiêu ở trên người đàn ông còn ăn nói khép nép cầu xin người cha oán chủng kia giúp bạn trai tìm quan hệ lấy tài nguyên lại không biết mình chỉ là một con cá nhỏ trong ao cá của người ta thấy thẩm ưu lộ ra ánh mắt đồng tình với cô tôn thanh ninh nhất thời gian đầu tê dại đại minh tinh có thể nói là thời gian quản lý đại sư đồng thời đàm phán vài cái phú bà quay phim thời điểm quyến rũ xinh đẹp tiểu hoa quay tạp chí thời điểm trêu chọc nhiếp ảnh gia ngay cả hơi có chút tư sắc nữ đạo diễn đều không buông tha càng thái quá chính là hắn cương nhiên còn cùng tôn thanh ninh hảo khuê mật có một chân vớ vẩn bạn trai cô yêu cô như vậy, chung thủy như vậy, làm sao có thể là Hải Vương? Tôn Thanh Ninh nghiến răng nghiến lợi. Cậu câm miệng cho tôi. Thẩm ưu thủ công làm động tác khóa kéo miệng, tỏ vẻ mình căn bản không nói chuyện. Tôn Thanh Ninh cũng là cái yêu đương não, hảo khuê mật cùng bạn trai nhiều lần như vậy đều đồng thời cảm mạo, nàng cương nhiên một chút cũng không hoài nghi qua có cái gì không đúng, ô, ta xem Tôn Uy Ninh cái kia nón xanh nên cho nàng đội. Hết chương này. Chương 3. Qua còn không có ăn xong đâu. Bạn đang nghe tại truyện.audio. chấm Chương 3. Dư còn chưa ăn xong đâu, Thẩm Ưu đang lật cuốn sách ăn dưa, đột nhiên nghe được giọng nói của mẹ, các đức suy nghĩ của bà. Ưu ưu. Mẹ Thẩm đi tới trước mặt cô, sắc mặt nhìn qua có chút cổ quái, nói với cô. Ưu ưu, mẹ đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái, con theo mẹ về nhà nghỉ ngơi được không? Lúc nói chuyện mẹ thẩm lộ ra biểu tình suy yếu đưa tay ấn vào trái tim thấy thế thẩm ưu vội vàng tiến lên kéo cánh tay của cô cùng cô rời khỏi phòng tiệc có điều trước khi đi đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu nhìn xung quanh ba và chị đâu bọn họ không về nhà cùng chúng ta sao mẹ thẩm tươi cười dịu dàng ba con còn có việc tối nay sẽ đưa chị về nhà thấy thẩm ưu đột nhiên theo mẹ thẩm rời đi mọi người trừng to mắt ai không phải dưa còn chưa ăn xong, sao lại đi như vậy? Bạn thân và bạn trai đồng thời bị cảm là chuyện gì, nói tỉ mỉ một chút đi. Ở trên xe, mẹ thẩm nắm tay thẩm ưu, tâm sự nặng nề. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, nghe được tiếng lòng của người khác loại chuyện này sẽ ở trong hiện thực phát sinh, hôm nay lại nhất thiết thật sự phát sinh ở trên người thẩm ưu. Hơn nữa còn không chỉ có một người có thể nghe được tiếng lòng của cô. Lúc mới vừa lên xe, cô vốn định trực tiếp hỏi thẩm ưu, nhưng sau khi mở miệng lại phát hiện mình không phát ra âm thanh, muốn viết xuống hoặc là đánh chữ trên điện thoại di động để cho cô nhìn thấy cũng làm không được, tự hồ có một cổ lực lượng cường đại vô hình đang ngăn cản thẩm ưu biết mình bị độc tâm. Trải qua kiểm tra vừa rồi của cô và chồng ở phòng tiệc, trước mắt có thể xác định phạm vi nghe được tiếng lòng của thẩm ưu ước chừng khoảng 50 mét, bất quá bọn họ phát hiện, cũng không phải tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được, ít nhất trong số những người bọn họ thăm dò còn có vài người tỏ vẻ mình không nghe được, là người bên cạnh có thể nghe được thuộc lại mới có thể ăn dưa. Cũng không biết ưu ưu từ đâu biết được bí mật tôn gia chi tiết như vậy. Cha thẩm và mẹ thẩm lo lắng thẩm ưu còn ở lại phòng tiệc nữa, sẽ đắc tội hết với người khác, nhanh chóng tìm cớ mang người đi. Mẹ, mẹ vẫn cảm thấy không khỏe sao? Hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi? Nhìn thần sắc lo lắng của con gái, trong lòng mẹ thẩm hiện lên ấm áp bà cười cười đang muốn nói chuyện lại nghe thấy tiếng lòng của thẩm ưu không phải là dấu hiệu của ung thư vú đấy chứ mẹ thẩm sửng sốt đứa bé này đang yên đang lành sao lại nghĩ đến ung thư vú nhưng là thời gian không đúng nha dựa theo trình tự là hai năm sau ba bị ung thư phổi nhập viện mẹ vì ba cùng công ty chuyện vất vả quá độ mới bị ung thư vú a à. đúng nhớ không lầm xem ra là tôi suy nghĩ quá nhiều thẩm ưu yên tâm mẹ thẩm lại nghe được một đầu sương mù một lòng đề lên chồng cô ấy sẽ phải nhập viện vì ung thư phổi trong hai năm tới cô ấy vẫn sẽ bị ung thư vú ông thẩm có thói quen hút thuốc lá theo lý thuyết ung thư phổi cũng không tính là quá thái quá nhưng cho dù ông nằm viện ngã xuống còn có con trai lớn của bà công ty có thể xảy ra đại sự gì khiến bà vất vả đến mức bị ung thư từ những chuyện cô nói với người tôn gia trong bữa tiệc mà xem giọng điệu ưu ưu khẳng định đó tuyệt đối là sự thật nắm chắc. So với việc tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân năng lực dự đoán tương lai của thẩm ưu, giờ phút này mẹ thẩm càng bức thiết muốn biết chi tiết về chồng bà và công ty thẩm gia. Mẹ thẩm vẫn tai lên, lại không nghe được tiếng lòng của thẩm ưu nữa, đoán chừng là bà không tiếp tục nghĩ đến những chuyện này nữa. Như vậy sao được? Cô há miệng, muốn trực tiếp truy hỏi, nhưng cũng giống như muốn nói cho thẩm ưu biết chuyện bị độc tâm, không phát ra âm thanh. Hết chương này. Chương 4. Thật đúng là đem nàng xem như hảo nắm ngu xuẩn a. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 4 thật đúng là đem nàng trở thành hảo đắng đo ngu xuẩn a, Thẩm Ưu không biết mẹ Thẩm bởi vì mấy câu tiếng lòng của bà mà lo lắng trùng trùng, sau khi trở lại biệt thự Thẩm gia, bà về phòng thay lễ phục trên người trước, nằm ở trên giường chơi điện thoại di động một lát. Trong bữa tiệc chưa ăn bao nhiêu đã bị mẹ Thẩm mang về, Thẩm Ưu đói bụng đứng dậy đi vào phòng bếp. Đèn phòng bếp sáng lên, thẩm ưu ngửi được mùi canh gà thơm nồng, vốn tưởng rằng là bảo mẫu đang nấu canh, không ngờ tìm mùi thơm đi qua, nhìn thấy lại là một bóng lưng quen thuộc khác. Mở. Nghe được giọng nói của thẩm ưu, người phụ nữ cầm nắp nồi dừng lại, sau đó tắt lửa, lúc quay mặt lại trên mặt lộ vẻ mỉa mai, là ưu ưu À. Tôi nghe nói cậu và mẹ cậu từ Yến hội trở về sớm liền đoán được cậu có thể chưa ăn no, cố ý nấu canh gà cho cậu vừa định múc cho cậu một chén bưng lên, vừa vặn cậu đã tới. Trời ạ, à, mở đối với con thật tốt. Thẩm ưu thuận miệng có lệ một câu, ở thời điểm nữ nhân không chú ý tới lặng lẽ biểu môi. Hai mẹ con các nàng từ khi vào ở thẩm gia đã không khách khí qua, sai khiến hạ nhân phục vụ các nàng quả thực là đương nhiên, hận không thể để cho mình sống giống như hoàng đế, ngay cả quần áo cũng không cần mình mặc, khi nào thì thấy nàng chủ động vào phòng bếp nấu canh. Vô sự lấy lòng, không gian thì trộm. Thẩm ưu đi tới bên cạnh người phụ nữ, nhìn nồi canh gà màu vàng ống ánh này, cười hiếp mắt nói. Hôm nay con mới biết thì ra mợ còn có thể nấu canh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ. Lời này sao nghe có chút âm dương quái khí chứ? Nhưng câu nói kế tiếp của thẩm ưu, mùi thơm quá, rất nhanh đã xóa bỏ lòng nghi ngờ của cô. Không có khả năng, thẩm ưu chính là cái gì cũng không hiểu nha đầu ngu xuẩn nào có năng lực đối với nàng âm dương quái khí. Nghĩ tới đây, người phụ nữ yên lòng, tự như thân mật kéo cánh tay thẩm ưu, ưu ưu, mợ thương con như vậy, con có thể giúp mợ làm một chuyện nhỏ được không? Quả nhiên có việc. Thẩm ưu chớp chớp mắt, giống như đối với tính kế trong mắt nữ nhân không hề phát hiện, hỏi. Chuyện nhỏ gì nha? Cậu biết đấy, thành tích thi đại học của chị họ cậu không lý tưởng lắm, nhưng chị ấy đặc biệt muốn lên đại học về đúc. Người phụ nữ còn chưa nói xong, thẩm ưu lại đoán được cái mà cô gọi là việc nhỏ, là chỉ cái gì. Thật đúng là đem nàng trở thành hảo đắng đo ngu xuẩn A. À? Thẩm ưu mỉm cười cắt ngang cô. Dì thân mến của con, không phải dì muốn con nghĩ biện pháp để chị họ vào đại học về đúc chứ. Dựa vào ngươi đương nhiên không được, nhưng ngươi có thể để cho cha ngươi hỗ trợ tìm quan hệ A, à? mở một bộ đương nhiên ngữ khí, cha ngươi lớn như vậy một cái xí nghiệp, muốn cái gì mạng lưới quan hệ không có thẩm ưu tươi cười không thay đổi tò mò hỏi ngược lại vậy tại sao con không trực tiếp đi tìm ba nói nếu không là bị cự tuyệt cô có thể đi đường vòng tới tìm thẩm ưu sao bất quá ngay trước mặt thẩm ưu cô chắc chắn sẽ không nói thật chỉ cười nói đương nhiên là bởi vì ba cậu thương cậu nhất thẩm ưu thích nghe loại lời hay này cô đã nói đến mức này rồi thẩm ưu nên cao hứng đáp ứng chứ đại học vê ít nhất có thể xếp vào top 10 toàn quốc thẩm ưu như có điều suy nghĩ dùng biểu tình vô tội nhất nói lời đau lòng nhất điểm số của chị họ nếu tôi nhớ không lầm vào khoa chính quy cũng quá sức đi chợt nghe hình như là đang chăm chọc nữ nhi của nàng hết lần này tới lần khác biểu tình của nàng nhìn qua một phái vô tội giống như chỉ là đơn thuần nghi hoặc sắc mặt nữ nhân thay đổi có loại cảm giác muốn mắng lại không biết có nên mắng hay không thẩm ưu trong lòng cười thầm ngoài mặt vẫn là bộ dáng suy nghĩ thay ngủ giai văn cho dù chị họ thật sự lên đại học vê đúc, chị ấy có thể thuận lợi tốt nghiệp lấy được bằng không nữ nhân nghe vậy trong nháy mắt thẹn quá hóa giận ngươi có ý gì con gái ta nó chỉ là thi tốt nghiệp trung học thời điểm không phát huy tốt cũng không phải không có bản lĩnh thi đậu vê đúc đại thẩm ưu bị cô đóng lên cũng không tức giận gật gật đầu vẻ mặt chân thành nói vậy cậu để chị họ học lại một năm dựa vào chính mình thi đậu đại học về đúc không phải tốt rồi sao? Nghe nàng trà ngôn trà ngữ nửa ngày, nữ nhân cuối cùng là phẩm ra không thích hợp, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, thanh âm trầm xuống, thẩm ưu, nói nhiều như vậy, người chính là không muốn hỗ trợ đúng không? Thẩm ưu cười hít mắt gật đầu. Đúng vậy. Qua lâu như vậy mới nghe hiểu, thật sự là ngu xuẩn giống như con gái bà. Cửu mẫu, khuyên ngươi bình thường không có việc gì lên mạng tăng thêm kiến thức, bằng không ở bên ngoài bị người cười nhạo không thường thức, chúng ta cũng sẽ rất xấu hổ. Không nghĩ tới cái này dĩ vãng có thể dễ dàng đắn đo ngu xuẩn hôm nay giống như là đột nhiên khai khiếu dường như, lại dám đối với trưởng bối âm dương quái khí, nữ nhân tức giận không chỗ phát tiết. Người cái này không biết là ai sinh tiểu tạp chủng, lại dám cười nhạo ta. Thấy thẩm ưu muốn đi, người phụ nữ đưa tay bắt lấy cánh tay cô, Móng tay bóp vào trong da thịt mềm mại, thẩm Ưu đau đến nước mắt cũng muốn chảy ra. Nàng ở thẩm gia nhiều năm như vậy, đã sớm quen người khác đối với nàng nói gì nghe nấy cuộc sống, hôm nay thẩm Ưu thái độ lại phát sinh 180 độ đại chuyển biến, nàng sao có thể chịu được. Bị cử tuyệt cùng ngỗ nghịch phẫn nộ khiến nữ nhân khuôn mặt trở nên vặn vẹo. "Hôm nay ta liền thay ba mẹ ngươi hảo hảo giáo dục ngươi, cho ngươi biết sau này nên như thế nào tôn kính trưởng bối." Bóp, bóp, bóp hai người nghe tiếng nhìn lại liền thấy thẩm ngôn đứng ở cửa phòng bếp đang cười như không vỗ tay di bọn họ khi nào thì trở về thẩm ưu giống như thấy được cứu tinh theo bản năng muốn hướng nàng cầu cứu nhưng mà bốn mắt nhìn nhau lại lập tức nhớ tới cái kia chết tiệt nhân thiết dựa theo thẩm ưu người thiết lập nàng cho dù đau chết cũng tuyệt đối sẽ không hướng chán ghét thẩm ngôn cúi đầu cầu cứu bất quá cho dù nàng mở miệng với mức độ chán ghét của thẩm ngôn đối với nàng khẳng định cũng sẽ không giúp nàng. Cảnh báo học máu thổi qua trong đầu, thẩm ưu mạnh mẽ dời ánh mắt đi, làm bộ không nhìn thấy thẩm ngôn. Nhưng thẩm ngôn lại nghe thấy tiếng lòng khóc chíp chíp của cô. Ô ô ô tay của ta đau quá. Khi nào thì vở kịch này kết thúc? Sẽ không phải là bởi vì tỷ tỷ không ở trong phòng, cho nên cảnh tượng mới một mực bất động đi. Chị mau về phòng chờ mợ bưng canh gà qua tìm chị đi. Đừng ở đây nữa thẩm ngôn hơi nhướng mày bất động thanh sắc đánh giá người phụ nữ vẻ mặt cô ta không có gì thay đổi không giống như là nghe được tiếng lòng của thẩm ưu kịch bản cảnh vốn cho rằng thẩm ưu là ngẫu nhiên biết được bí mật của những người tôn gia hiện tại xem ra nàng tựa hồ còn có chút năng lực dự đoán biết nhiều hơn so với nàng dự đoán thẩm ngôn lạnh lùng nói buông cô ấy ra ánh mắt cô đảo qua lạnh lẽo Mở miệng liền mang theo mười phần lực chấn nhiếp, người phụ nữ theo bản năng buông lỏng tay kiềm chế thẩm ưu, thẩm ưu không kịp ngoài ý muốn, nhanh chóng trốn đi thật xa. Khi mở kịp phản ứng, trước mặt đã sớm không còn bóng dáng hai người. Hết chương này. Chương 5 Nhà ai người tốt thỉnh thoảng liền trọng trầm thân thích đồ trong nhà. Bạn đang nghe tại truyện.audio chấm Chương 5 Nhà ai người tốt thỉnh thoảng liền trọng thân thích trong nhà đồ vật A ta sẽ không cảm kích ngươi sau khi rầm rì buông ra những lời này thẩm ưu liền đập cửa trước mặt cô phòng thẩm ưu ngay sát vách của cô nhưng không đợi cô đẩy cửa trở về phòng trong đầu liền vang lên tiếng lòng tự ghét bỏ của thẩm ưu trên thế giới này làm sao có thể có người không biết tốt xấu không biết cảm ơn như tôi thì ra trong lòng nàng biết rõ thẩm ngôn không hiểu sao lại muốn cười trở về phòng không lâu ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa Người phụ nữ dùng khay bưng một bát canh gà nóng hổi, đứng ở cửa. Thật đúng là bị nàng nói trúng. Thần sắc thẩm ngôn lãnh đạm, không định cho cô vào nhà, có việc gì sao? Nữ nhân nặng ra nụ cười. Ngôn ngôn, đây là mợ ta cố ý cho người nấu canh gà, mau nếm thử. Thẩm ngôn không nhận lấy khay trong tay cô, không nói một lời nhìn chầm chầm cô. Ờ, à, con xem đứa nhỏ này, mợ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, con không cần phải có địch ý lớn như vậy với mẹ thật ra mẹ đứng về phía con hả mợ lộ ra vẻ mặt lòng đầy căm phẫn giống như đang bất bình vì cô rõ ràng con mới là con gái ruột của thẩm gia con nhóc thối thẩm ưu kia dựa vào cái gì còn ở lại đây hưởng thụ ý của ngươi là gì có thể giúp con mợ hạ giọng giọng điệu mang theo mê hoặc chúng ta cùng nhau liên thủ đuổi con bé ra khỏi thẩm gia nói xong chưa cái gì? Mợ kinh ngạc, chỉ thấy thẩm ngôn ngáp một cái, mặt không chút thay đổi nói. Nói xong thì cút đi. Thẩm ngôn, anh đừng mời rượu không thích uống rượu phạt. Mợ vốn là vì chuyện thẩm ngôn giúp thẩm ưu mà tức giận, hôm nay thấy cô không đồng ý liên thủ, cười lạnh ra tiếng. Thẩm ưu chính là một con sói mắt trắng vô tâm vô phế, cậu cho rằng lấy lòng cô ấy là có thể sống cuộc sống tốt đẹp ở thẩm gia sao? Vừa dứt lời, cô mạnh mẽ ném khay trong tay lên mặt thẩm ngôn. Thẩm ngôn nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại, khay rơi trên mặt đất, bác sứ đựng canh lại vỡ nát, nước canh bắn tung tóe trên cửa, rơi đầy đất. Giống như một đạo tín hiệu, mọi người nghe được động tĩnh, nhao nhao từ trong phòng đi ra. Mẹ thẩm không hiểu hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu mùi, mùi phu. Các ngươi cần phải phân xử cho ta. Mở vẻ mặt ủy khuất, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay, vừa lau nước mắt vừa nói. Ta thấy tiểu ngôn quá gầy, đặc biệt bưng canh gà tự tay nấu cho nó uống, không ngờ nó chẳng những không cảm kích, còn ném đồ xuống đất. Thấy thẩm phụ và thẩm mẫu thần sắc hồ nghi, mợ dừng lại một chút, hướng thẩm ưu nháy mắt. Ưu ưu cũng nhìn thấy, các ngươi nếu không tin có thể hỏi nàng. Thẩm ưu mặt không đổi sắc. Mợ tốt bụng đưa canh cho chị, chị nhất định là không cẩn thận mới làm đổ bát ba mẹ các người đừng giận chị ấy một giây sau trong đầu mấy người lại vang lên thanh âm thẩm ưu không có việc gì thì ăn doi ô mai trong hành lang không phải đều lắp camera giám sát sao có đạo lý a à? bọn họ thể hồ quán đính hướng thẩm ưu ném tới ánh mắt khen ngợi thẩm ưu sao đột nhiên lại nhìn tôi sẽ không thật sự tin lời tôi nói chứ mợ không nghe được tiếng lòng của thẩm ưu thấy cô phối hợp như vậy cô giống như đã nhìn thấy một màn đuổi thẩm ngôn ra khỏi nhà trong lòng mừng như điên quả nhiên vẫn là tên tiểu ngu xuẩn này tương đối nghe lời hừ cái gì mà thiên kim thật chẳng qua là một nha đầu hoang dã từ nông thôn tới mà thôi nếu không chịu ngoan ngoãn nghe lời nàng vậy thì chờ bị đuổi ra khỏi cửa nhưng hình ảnh cha thẩm và mẹ thẩm nổi trận lôi đình mà cô mong đợi lại không xuất hiện mẹ thẩm chúng ta đi xem camera đi. Thẩm Ưu. Mẹ cư nhiên cùng ta nghĩ đến cùng đi, thật là ăn ý. Mở cứng đờ, bình thường ở thẩm gia thoải mái quen rồi, hiển nhiên không nghĩ tới còn có camera theo dõi này, có chút hoảng hốt, theo bản năng nhìn về phía ngủ giai văn cách đó không xa. Ngũ giai văn vội vàng đứng ra. "Cô cô, xem camera thì làm điều thừa sao? Cho dù các cô không tin mẹ tôi" chẳng lẽ các cô còn không tin lời của em họ thẩm ưu sao? Cái này liền đem nồi ném lên người thẩm ưu. Thẩm ưu lắc đầu, vẻ mặt vô tội. Tôi không biết. Cùng lúc đó, mấy người nghe được thanh âm vui sướng khi người gặp họa của nàng. Ha ha, sợ bị ba mẹ bọn họ phát hiện ngươi tự biên tự diễn hãm hài tỷ tỷ, lúng cuống đi. Muốn dỗ tôi để cho ba ba giúp chị họ vào đại học về đức, tôi không vui còn đánh tôi hiện tại lại hãm hại chị gái làm đệm lưng cho chị ấy, lại muốn cho tôi chịu tiếng xấu cho chị ấy, người phụ nữ xấu xa. Nghe được chuyện của Đại học Vê biểu tình của cha thẩm đã khó coi, lúc trước ông đã nói rõ với chị dâu loại chuyện này là không hợp quy tắc không hợp pháp không có khả năng, không nghĩ tới cô cư nhiên còn chạy đến trước mặt ưu ưu nói. Nghe được mở cư nhiên đối ưu ưu động thủ, hai vợ chồng càng là trực tiếp đen mặt. Không ngờ thẩm ưu lại đột nhiên thay đổi khẩu vị, sắc mặt ngũ giai văn và mẹ cô đều thay đổi một chút, nhìn mặt đen của cha thẩm và mẹ thẩm, trong lòng lập bộp một tiếng, có loại dự cảm không tốt. Thật không biết ta lúc trước là nghĩ như thế nào, cương nhiên tin tưởng hai mẹ con này là người tốt, nhà ai người tốt thỉnh thoảng liền trộm đồ vật trong nhà thân thích a. À? Mẹ thẩm Trách không được nàng kim ngân trang sức thường xuyên hướng trên bàn vừa đặt liền rốt cuộc tìm không thấy, còn tưởng rằng là nàng trí nhớ không tốt, nguyên lai là bị người trộm lấy đi tay chân không sạch sẽ còn chưa tính, lại còn đem công ty quyết sách tin tức vụn trộm giá cao bán cho người khác, quả thực ăn trong móc ngoài. bố thẩm cũng không phải sao, thiệt thòi hắn còn một mực ở trong công ty tìm nội gián, nguyên lai like ngày phòng đêm phòng trộm nhà khó phòng. hai vợ chồng không để ý các nàng ngăn trở, trên đường đi đến phòng theo dõi, nghe được tiếng lòng thẩm ưu một câu tiếp một câu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. ở camera bị điều ra trước mồ hôi đầm đìa mở chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ xuống đất. Cô ông lấy chân mẹ thẩm, vừa khóc vừa run rẩy nói. Em gái, chị nói thật, thật ra bác là chị không cẩn thận làm vỡ, chị chỉ sợ các em trách chị, cho nên không dám thừa nhận. Thấy vậy, ngũ giai văn cũng khóc thành tiếng, nếu không là ba qua đời sớm, chúng ta mới không cần ăn nhờ ở đậu, mẹ cũng sẽ không bởi vì đánh vỡ một cái bát mà lo lắng hải hùng. Mẹ thẩm chỉ có một người anh ruột, tình cảm hai anh em sâu đậm, nhưng mười mấy năm trước anh trai bà vì cứu bà mà qua đời vì tai nạn xe cộ, đây vẫn là nỗi đau trong lòng bà. Lúc này thấy hai mẹ con khóc trống lên nhắc tới huynh trưởng đã mất sớm, lửa giận trong lòng thẩm mẫu giống như bị hắt một chậu nước lạnh vào đầu, trong nháy mắt liền dập tắt, chỉ còn lại không đành lòng cùng ấy nấy. Thẩm ưu tiếc núi thở dài. Xong rồi xong rồi, nhắc tới cậu, mẹ nhất định sẽ mềm lòng nếu mẹ biết ngũ giai văn căn bản không phải là con của cậu, chắc chắn sẽ không tiếp tục tha thứ cho các con. Hướng dẫn đọc Thật giả thiên kim, nữ chính là giả thiên kim, nhưng không hát thật thiên kim, chủ yếu chính là một cái đoàn sủng, lớp and peace. 2. Đọc tâm ăn dưa và mặt sản văn, rất nhiều người đều có thể nghe được nữ chủ tiếng lòng, có người có thể nghe được có người nghe không được, nhưng không trở ngại cùng nhau ăn dưa, vui vẻ liền xong việc nhi, lo diệt đảng thận nhập chớ thay vào hiện thực, không ngược, có năm chủ. ba Các bảo tử trong thời gian đăng nhiều kỳ bình luận nhiều hơn về thẻ bỏ phiếu nha cố gắng không tích trữ văn bản nha, hết chương này. Chương 6 Cửu cửu mới thật sự là đại oan chủng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Cậu mới thật sự là đại oan chủng. Mẹ thẩm kinh ngạc mở to hai mắt, quả thực không thể tin được bà nghe được cái gì. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía trường phu bên cạnh, cha thẩm hơi nhíu mày, trong mắt khó nén kinh ngạc, hiển nhiên cũng nghe được tiếng lòng của thẩm ưu. Ngũ giai văn lại không phải là con của anh trai cô. Vậy con bé là con ai? Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ vẫn tai lên, muốn từ trong tiếng lòng thẩm ưu biết thêm tình huống cụ thể về thân thế của ngũ giai văn, nhưng cô lại không tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ thở dài trong lòng, vì không thể đuổi hai mẹ con này ra khỏi thẩm gia mà tiếc nuối lại nói tiếp so với tôn viễn trung cậu mới thật sự là đại oan chủng lời này là có ý gì mẹ thẩm vốn tưởng rằng ngũ giai văn không phải con gái ruột của anh trai bà đã là chuyện khiến bà khiếp sợ nhất hôm nay không ngờ lời nói kế tiếp của thẩm ưu lại khiến bà như bị sét đánh mụn mụn những năm gần đây sở dĩ đối mờ cùng biểu tỷ tìm mọi cách khoan dung là bởi vì cửu cửu chết nàng cho rằng cửu cửu là vì cứu nàng mới qua đời lại không biết vụ tai nạn lúc trước căn bản không phải là tai nạn mà là cố ý mưu sát bọn họ ngay từ đầu muốn đụng người chính là cửu cửu chỉ là lo lắng thất thủ chọc người hoài nghi lại biết cửu cửu yêu thương nhất mùi mùi của hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng gặp chuyện không may mới cố ý làm cho người ta cho rằng chiếc kia say rượu lái xe là hướng về phía mụ mụ đi thẩm ưu càng xem càng tức giận hận không thể đem tất cả những gì nhìn thấy đều nói ra, hết lần này tới lần khác bị hệ thống quy tắc trói buộc, cô không thể thổ lộ một chữ. Trước mắt mẹ thẩm tối sầm lại, suýt nửa chân mềm nhũng té ngã, cũng may cha thẩm bên cạnh kịp thời đỡ bà. Đắm chìm trong bi thương, nhân thiết bên trong mờ không phát hiện chung quanh bầu không khí biến hóa, còn đưa tay ý đồ đi kéo thẩm mẫu. Mùi tử, ta cam đoan ta về sau không bao giờ như vậy nữa, ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ cho ta lần này đi khoảnh khắc tay cô sắp chạm vào góc váy mẹ thẩm mẹ thẩm giống như là tránh né rác rưởi dơ bẩn gì đó kéo cánh tay chồng lui về phía sau vài bước tay mở bổ nhào vào không trung xấu hổ đình trệ ở giữa không trung khuôn mặt loang lổ nước mắt kia cũng hiện ra kinh ngạc cùng mê man tiểu muội mùi phu các ngươi cô còn chưa dứt lời sắc mặt mẹ thẩm đột biến cắt đứt lời cô con đừng gọi mẹ là em gái mở sắc mặt cũng thay đổi cái kia nổi ở mặt ngoài bi thương nháy mắt biến mất không còn một mảnh tràn ngập tính toán hai mắt lóe ra sắc bén quang chất vấn người đây là thái độ gì mẹ thẩm còn chưa lên tiếng hơi thở hùng hổ dọa người của mợ lại biến mất không còn một mảnh giống như vừa rồi một màn kia là ảo giác của các nàng khóe mắt bà lại toát ra nước mắt một bên giơ tay lau một bên nghẹn ngào nói anh trai con chết nhiều năm như vậy ta thủy chung đều nhớ nhung anh ấy chẳng những không có tái giá, còn một mình ngậm đắng nuốt cây nuôi lớn con gái, ta dễ dàng sao? Lúc hắn còn sống cùng ngươi tình cảm tốt nhất, chuyện tốt gì đều nghĩ đến muội muội ngươi trước, nếu không là vì cứu ngươi, hắn làm sao có thể chết? Mở nói liên miên cằn nhằn không ngừng, chửi động cũng không lợi hại bằng cái miệng này của bà, bà luôn có thể nói hai mẹ con họ rất đáng thương, giống như thẩm gia qua nhiều năm như vậy vẫn ngược đãi họ. Thẩm ưu nhìn khuôn mặt khiến người ta căm hận của cô, hận không thể xông lên tát cô hai cái. Đủ rồi. Ngay khi thẩm ưu cho rằng mẹ thẩm sẽ mềm lòng một lần nữa, cha thẩm không thể nhìn được nữa dừng mở lại. Hai đứa, ông thẩm vương ngón tay chỉ mợ lại chỉ ngủ dai văn, đen mặt nói. Lập tức cút khỏi nhà tôi. Nói hay lắm. Ba ba thật khí phách. Thẩm ưu lặng lẽ giơ ngón tay cái lên trong lòng. Bình thường mợ lợi dụng cậu đã qua đời để nói một phen, tiến hành bắt cóc đạo đức mẹ thẩm, thường thường có thể kiếm được không ít chỗ tốt, nhà cửa xe cộ cũng không thành vấn đề. Nàng vốn tưởng rằng lần này mượn đề tài này phát huy tác dụng cũng giống như trước, không chỉ có thể lừa gạt chuyện hãm hại thẩm ngôn, còn có thể thuận thế thu lợi từ đó, không ngờ người đợi được lại là thẩm phụ muốn đuổi các nàng ra khỏi cửa. Mở thần tình không dám tin, trừng to mắt nhìn bọn họ. Cái gì? Ngươi muốn đuổi chúng ta đi thấy thẩm phụ không giống đang nói đùa, ngũ giai văn cũng lúng cuốn, sắc mặt trở nên tái nhật. Không, cô, dượng, đừng đuổi chúng con đi, chúng con đâu có làm gì sai, tại sao phải đuổi chúng con đi? Hai mẹ con giống như bị ủy khuất lớn, nước mắt chảy xuống rốt cục mang theo vài phần chân tình thực cảm. Thấy cha thẩm quay mặt sang bên kia, một bộ biểu tình căn bản không muốn nói nhảm với cô, mợ đành phải đem hy vọng đặt ở trên người mẹ thẩm mềm lòng nàng tiến đến trước mặt thẩm mẫu, trong mông nhìn chầm chầm nàng, nói. Tiểu mùi, ngươi nói đi. Ngươi vì sao không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đuổi chúng ta đi? Mẹ thẩm không nói một lời, lạnh lùng nhìn bà. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của cô, trái tim mợ đột nhiên co rụt lại, có loại dự cảm xấu mãnh liệt, nhưng vẫn kiên trì than thở khóc lóc. Cho dù cậu cảm thấy chị dâu tôi chướng mắt, muốn tôi đi, nhưng gia văn thì sao? cô kéo ngủ giai văn lại ngủ giai văn cũng khóc theo cô thấy hai vợ chồng đối với nước mắt của các nàng thờ ơ mợ mơ hồ cảm giác có điểm không thích hợp nhưng nghĩ như thế nào cũng chỉ có thể nghĩ đến bọn họ là tại vì nàng hãm hại thẩm ngôn sự tình tức giận mẹ thẩm luôn luôn mềm lòng có lẽ là cảm thấy mắc nợ con gái ruột này lần này mới tức giận như vậy bất quá lúc trước ngắn ngủi giao phong làm cho mợ nhận thấy được thẩm ngôn không phải người tốt Bà không có đem hy vọng đặt ở trên người Thẩm Ngôn, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ưu bên cạnh. Ngươi ngẫm lại mợ cùng biểu tỷ bình thường đối với ngươi tốt bao nhiêu, ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn chúng ta bị đuổi ra đi a. À? ân. Ừ. Sao lại không muốn chứ? Tôi rất hy vọng các người mau cút khỏi nhà tôi. Thẩm Ưu trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt vẫn duy trì nhân cách, ra vẻ không đành lòng. Mợ mang theo chị họ cuộc sống không dễ dàng, mẹ đừng đuổi các cô ấy đi ha ha, chờ các nàng làm cho cả thẩm gia gà chó không yên, muốn đuổi cũng đuổi không đi. Ta kia đáng thương đại ca, ở không lâu sau sẽ bị này đôi bất an hảo tâm mẹ con liên hợp hạ dược, sau đó thần trí không rõ cùng ngủ dai văn gạo sống nấu thành cơm, từ nay về sau bị này hai cái này vừa thối vừa dính hút máu trùng ăn bám. Hai phút trước vừa làm xong công việc từ công ty trở về, thẩm triết an chỉ nghe được một câu tiếng lòng cuối cùng của thẩm ưu. Đối diện với ánh mắt đồng tình của thẩm ưu, thẩm triết an không rõ tình huống vẻ mặt mê man. Có chuyện gì vậy? Đầu óc em gái hỏng rồi, vì sao nói mờ và em họ muốn hạ thuốc cho nó? Nhưng mẹ thẩm lại nghĩ tới lời thẩm ưu nói ở trên xe, trong nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Hết chương này. Chương 7 Đập cái khấu đầu xem thành ý thôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Dập đầu một cái nhìn xem thành ý thôi đúng vậy cô là một người dễ dàng mềm lòng nhưng mềm lòng không phải là không có giới hạn người thân của nàng bọn nhỏ cùng trượng phu của nàng toàn bộ thẩm gia chính là điểm mấu chốt của nàng thấy thẩm triết an xuất hiện hai mắt ngủ dai văn sáng ngời giơ tay hất tay mẹ ra chạy đến trước mặt anh hai tay nắm chặt cổ tay anh anh họ thẩm triết an cúi đầu nhìn ống tay áo âu phục bị cô cào nhăn hơi không thể phát hiện nhíu mày nhìn xuống xúc động muốn rút tay về hỏi đã xảy ra chuyện gì? Cô và Dượng muốn đuổi tôi và mẹ ra khỏi thẩm gia. Anh mau giúp chúng tôi van xin đi, tôi không muốn rời khỏi đây. Đuổi đi. Thật hay giả? Thẩm triết ăn hơi nhíu mày, bất động thanh sắc tránh tay ngủ dai văng ra, đi tới bên cạnh ba thẩm và mẹ thẩm, ba, mẹ. Hắn chỉ muốn biết đến tột cùng là chuyện gì lại có thể làm cho mẫu thân hạ quyết tâm đem mợ cùng biểu mùi đuổi ra thẩm gia, không ngờ hắn vừa mở miệng, hai vợ chồng đều cho rằng hắn muốn thay hai mẹ con này cầu tình ông thẩm trừng mắt nhìn cậu thẩm triết an giật mình chợt nghe thấy mẹ thẩm nói triết an nếu con dám cầu xin giúp họ mẹ cũng sẽ đuổi con ra ngoài thẩm triết an mẹ đột nhiên trở nên thật khí phách xem ra lần này thật sự có hy vọng đuổi bọn họ ra ngoài nghe được giọng nói của thẩm ưu thẩm triết an quay đầu lại nhìn cô một cái như có điều suy nghĩ ưu ưu không phải vẫn luôn cảm thấy mợ và em họ rất tốt sao? Chẳng lẽ nàng và hắn giống nhau, trước kia đều là hư dữ ủy xa, kỳ thật nàng cũng hy vọng các nàng bị đuổi ra ngoài. Mợ và ngũ giai văn vốn tưởng rằng lời nói của thẩm triết an sẽ có phân lượng, không ngờ mẹ thẩm căn bản không cho anh cơ hội nói chuyện. Các ngươi lập tức rời khỏi thẩm gia, trầm mẫu trầm mặt, dùng giọng điệu không cho phép xen vào nói. Thẩm gia chúng ta từ nay về sau cùng mẹ con các ngươi không còn liên quan mợ vừa vội vừa tức, chỉ vào tay mẹ thẩm đều đang phát run. Được được được, con rất tốt. Thì ra chồng ta năm đó liều mạng cứu một con sói mắt trắng. Nghe nàng lặp đi lặp lại nhắc tới huynh trưởng, trầm mẫu huyết sâu một hơi, khắc chế phẫn nộ trong lòng, ngươi không xứng nhắc tới ca ta. Nghe được câu này, mợ dừng một chút, suýt nữa cho rằng mẹ thẩm là biết chút gì đó, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, vì thế tiếp tục mắng chửi đỉnh đạt ta vì sao không thể nhắc tới chồng ta? Mắt thấy mẹ thẩm tự hồ là quyết tâm muốn đuổi các nàng đi, mở con ngươi đảo quanh, tính toán vô luận như thế nào cũng muốn lại vớt một phen, nói. Lúc trước nói muốn thay anh con chiếu cố hai mẹ con chúng ta người là ngươi, hiện tại muốn đuổi chúng ta đi cũng là ngươi, ngươi đem chúng ta trở thành chiêu chi tức lai phất chi tức đi chó xù sao. Hoa thú, da mặt thật dày. Quả thực lòng tham vô đấy. Thẩm phụ đen mặt, bảo quản gia gọi vệ sĩ tới định trực tiếp ném hai mẹ con vô sĩ này ra khỏi thẩm gia ơ ờ, cứ như vậy để cho các nàng đi nếu không thì sao ông thẩm bất động thanh sắc liếc mắt nhìn thẩm ưu một cái muốn nghe xem cô còn có thể nói gì cùng lúc đó thẩm triết an rốt cục cũng phát giác không thích hợp vừa rồi lúc ưu ưu nói chuyện miệng hình như không nhúc nhích mợ vu hãm tỉ tỉ muốn hại nàng bị ba mẹ hiểu lầm chẳng lẽ không nên hướng nàng xin lỗi sao? Xem kịch nửa ngày thẩm ngôn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới thẩm ưu lại nhớ thương cô. Ở phòng bếp thời điểm mở véo được ta đau quá, nếu không là tỷ tỷ đúng lúc xuất hiện cứu ta, cánh tay của ta hiện tại chỉ sợ đều xanh, cho nên mở cũng có thể hướng ta xin lỗi. Nghe vậy, ánh mắt cha và mẹ thẩm khẽ động, ánh mắt nhìn về phía thẩm ngôn trong nháy mắt không giống nhau. Là bọn họ không tốt, Tuy nhiên xem nhẹ cảm thụ của con gái vừa mới đón về nhà cũng may ưu ưu nhắc nhở bọn họ chờ một chút ông thẩm gọi vệ sĩ lại mợ và ngủ giai văn cho rằng bọn họ đã thay đổi chủ ý nhất thời kích động không thôi quay đầu lại ông thẩm không chút uyển chuyển nói thẳng xin lỗi các con gái của tôi ánh mắt mờ tỏa sáng xin lỗi con sẽ không đuổi chúng ta đi sao bất quá nói đi cũng phải nói lại như vậy vô cùng đơn giản đem các nàng đuổi đi cũng quá tiện nghi các nàng đi cho dù không đem các nàng đánh đập một trận ít nhất cũng phải làm cho các nàng đem những năm này từ thẩm gia lấy đi đồ vật phun ra a à. không nghĩ tới mùi mùi lại là một người tàn nhẫn nghe không phù hợp với phong cách tiếng lòng trước kia của cô thẩm triết an lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường hắn có tâm vì các mùi mùi trút giận ánh mắt khẽ động ho nhẹ hai tiếng nếu như các ngươi xin lỗi đủ thành khẩn có thể lấy được các mùi mùi tha thứ, nói không chừng ba mẹ liền thay đổi chủ ý. Thấy thẩm triết an cũng bảo các cô xin lỗi, ngũ giai văn nhất thời có chút không phục, cô lại không làm sai cái gì, dựa vào cái gì phải xin lỗi. Vì tôi giữ nó lại. Mở tươi cười lấy lòng. Được, chỉ cần không đuổi chúng ta đi, chúng ta xin lỗi thế nào cũng được. Nàng đầu tiên là đi tới thẩm ưu trước mặt, nghĩ đến thẩm ưu vừa rồi mở miệng giúp các nàng cầu tình, liền cho rằng nàng rất dễ ứng phó, vì thế lộ ra thân mật nụ cười. Ưu ưu, mở hướng ngươi xin lỗi, ngươi tha thứ mở được không? Đây là thái độ xin lỗi. Tôi không tha thứ cho cô ấy hẳn không tính là sụp đổ chứ. Hôm nay hệ thống ngủ đông, thẩm ưu có chút không chắc chắn, rối rắm một lát, đành phải tâm không cam tình không nguyện lộ ra nụ cười, đương nhiên rồi, mợ, cho dù mẹ ở phòng bếp bóp con rất đau, con cũng sẽ không trách mẹ nụ cười của mợ cứng đờ làm bộ không nghe ra trà ngôn trà ngữ của cô kiên trì đi về phía thẩm ngôn đối mặt thẩm ngôn mợ liền ăn nói khép nép hơn tiểu ngôn không xứng đáng mợ lúc ấy không bưng ổn chén canh kia mợ hướng con xin lỗi con đừng cùng mợ so đo được không cô ấy xem người ta nấu ăn chị ngàn vạn lần đừng dễ dàng tha thứ cho cô ấy thẩm ngôn mỉm cười tha thứ cho em không phải là không thể nhưng có điều kiện. Gì? Điều kiện gì? Trước dập đầu một cái xem thành ý đi. Nụ cười của thẩm ngôn không thay đổi. Trước dập đầu ba cái cho tôi xem thành ý xin lỗi của anh đi. Thẩm triết an. Khá lắm, cái này còn có cái ác hơn. Mợ và ngũ giai văn sắc mặt đồng loạt thay đổi, ngũ giai văn tức giận không chỗ phát tiết, thẩm ngôn, cho cậu chút màu sắc cậu thật đúng là dám mở tiệm nhường. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người rõ ràng khó coi. Thẩm Ngôn là người của Thẩm gia, đến lượt Ngũ Gai Văn sĩ nhục người ngoài. Thẩm Triết an mặt không đổi sắc. "Nếu không muốn xin lỗi, vậy mời các người cút đi." Sự trở mặt của anh khiến Ngũ Gai Văn bất ngờ. Nước mắt cô suýt nữa muốn trào ra, không dám tin. "Anh họ, anh." Mở vội vàng cắt ngang. "Đừng tức giận, đừng tức giận." Giai Văn còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, nó nói hưu nói vượng. Hết chương này. Chương 8 Đại ca cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Đại ca cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Đương sự thẩm ngôn giống như không có việc gì, à, cho nên xin lỗi có thể tiếp tục sao? Dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, mở kiên trì, cắn răng quỳ xuống, nuốt xuống khuất nhục loãng xoảng loãng xoảng dập đầu ba cái. Lúc ngẩng đầu, quán độc trong mắt đều biến mất, cô cười mỉa hỏi. Tiểu ngôn, bây giờ có thể tha thứ cho mợ rồi chứ? Thẩm ngôn suy nghĩ một lát, lắc đầu. Không được. Tại sao? Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô, nụ cười của thẩm ngôn lộ ra vài phần lạnh nhạt, anh chỉ muốn nhìn thấy thành ý của em, không đồng ý sẽ tha thứ cho em. Giống như một cái tác vang dội ném lên mặt sắc mặt mở lúc xanh lúc trắng, khuôn mặt ngủ giai văn giữ tận sông về phía thẩm ngôn, thanh âm bén nhọn. Cậu dám đùa dẫn chúng tôi? Ánh mắt thẩm ngôn lóe lên, trong nháy mắt ngủ giai văn đưa tay về phía cô, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, hung hăng vặn về phía sau. a à, ngũ giai văn kêu thảm thiết, mặt đột nhiên trắng bệch, thấy con gái bị thương, mờ vừa sợ vừa giận, con mau buông nó ra. Rõ ràng nhìn qua mảnh khảnh nhưng ngủ giai văn bị cô kìm lại giống như gà con bị nắm cánh căn bản là tránh không thoát thẩm ngôn thản nhiên liếc cô một cái muốn tôi thả cô ấy ra được cô đi xin lỗi thẩm phu nhân đi vừa rồi giống như một người đàn bà chanh chua không nói đạo lý hướng về phía mẹ thẩm mở miệng một tiếng bạch nhãn lan rống to kêu to hiện tại ngay cả một câu xin lỗi cũng không có đã muốn đi nghĩ hay lắm mọi người không ngờ thẩm ngôn sẽ yêu cầu mợ đi xin lỗi mẹ thẩm Sửng sốt một chút, nhất là mẹ thẩm, khi nghe đến ba chữ thẩm phu nhân, trong lòng bà có chút không vui. Bà là mẹ, mới không phải thẩm phu nhân xa lạ. Dường như nhận ra tâm trạng suy sụp của cô, tay ông thẩm ông lấy vai cô. Thẩm triết an đột nhiên nhớ tới cái gì, lui về phía sau vài bước, xoay người vào thư phòng. Ngũ dai văn lớn tiếng ôn ao. Đừng mơ tưởng. Chúng ta không sai. Mẹ, mẹ đừng nghe cô ấy gạt người đừng xin lỗi. Chật, ầm ý muốn chết. Tay thẩm ngôn hơi dùng sức, sắc mặt ngũ giai văn trắng bệt, lớn tiếng kêu thảm thiết đồng thời toát ra mồ hôi lạnh. Nghe nàng kêu thảm thiết, sắc mặt thẩm ngôn cũng không thay đổi, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nếu không quyết định, tay con gái ngươi sẽ phế đi. Ngũ Giai Văn vốn cho rằng thẩm ngôn chính là hù dọa các nàng mà thôi, nhưng không biết nàng đến tột cùng là dùng cái gì khéo léo, rõ ràng nhìn qua vân đạm phong khinh nhưng tay của nàng lại càng ngày càng đau, giống như muốn chặt đứt đồng dạng. Miệng cũng không cứng nổi nữa, thấy mờ sắc mặt do dự, ngũ giai văn nhìn không được dùng khàn khàn thanh âm nói. Mẹ, mau hướng cô xin lỗi a. À? Môi mợ run rẩy. Giai văn. Cô muốn nói gì đó, nhưng ngũ giai văn sắp đau muốn chết, căn bản không cho cô cơ hội, chỉ vặn vẹo mặt tức giận thúc giục. Mau đi đi. Mợ đi tới trước mặt mẹ thẩm, không xứng đáng, em gái. Thẩm phu nhân, em mau để Thẩm Ngôn buông con gái anh ra đi, van cầu em. Mẹ Thẩm giật giật môi, còn chưa nói chuyện, chỉ thấy Thẩm Triết An vừa rồi biến mất ngắn ngủi đi tới, trong tay còn cầm thứ gì đó. Thẩm Triết An. Đừng gấp, ký văn kiện này trước đi. Đây là tài liệu gì? Không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, Thẩm Ưu lại gần, thấy được chữ chuyển tặng hợp đồng, hai mắt không khỏi sáng ngời thẩm triết an mấy năm nay các cậu lấy đi không ít đồ của thẩm gia quần áo trang sức gì đó chúng tôi sẽ không so đo tiền mặt vào tài khoản chúng tôi cũng có thể không lấy lại nhưng hai căn nhà và ba chiếc xe sang trọng mà cậu lừa gạt từ trong tay mẹ phiền toái trả lại nguyên vẹn hoa wow. đại ca cùng ta nghĩ đến cùng đi thật ăn ý đại khái là không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên lật nợ cũ so đo lên phòng ở cùng xe mở sắc mặt nháy mắt thay đổi những thứ kia đều là các ngươi tự nguyện đưa cho chúng ta, đưa đi đồ vật chính là dội đi nước, nào có muốn trở về đạo lý. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của các nàng, trong lòng thẩm ưu hô thẳng thống khoái. Còn muốn căn nhà cảnh lan hoa uyển kia, hừ, bây giờ ngược lại cái gì cũng không giữ được. Xé bỏ bộ lọc bởi vì huynh trưởng mất sớm mà bịt kín các nàng, đôi mẹ con này ở trong mắt thẩm mẫu nghiễm nhiên vô sĩ đến cực điểm. Cô cười lạnh nhưng anh thừa dịp em không chú ý trộm những châu báu trang sức kia cũng không phải em tự nguyện tặng cho anh ánh mắt thẩm ưu tỏa sáng thật tốt quá thì ra mẹ biết nếu là các nàng không muốn ký hợp đồng vậy trực tiếp đem giám sát giao đến cục cảnh sát đi các nàng trộm lấy nhiều đồ như vậy kim ngạch đã sớm đạt tới tội trộm cấp tiêu chuẩn ngồi xổm vài năm cục cảnh sát không thành vấn đề nghe được tiếng lòng của thẩm ưu thẩm triết trong lúc an tâm do dự mặc kệ nói như thế nào mợ cùng biểu muội đều là thân thích, đưa các nàng vào có thể quá mức hay không? Hiển nhiên hai mẹ con đều không ngờ tới mẹ thẩm lại biết đồ bị mất là các nàng thuận theo, nghe bà nhắc tới, không khỏi mồ hôi đầm đìa. Nhưng mợ vẫn kiên trì không thừa nhận. Mẹ nghe không hiểu con đang nói cái gì. Con dựa vào cái gì nói chúng ta trọng đồ. Nghe vậy, thẩm triết an nhíu mày, hành động của các anh, vừa nhìn là hiểu ngay. Dừng lại một chút, cậu nhìn vẻ mặt cứng nhắc của mợ, giơ cao hợp đồng trong tay. Ký hợp đồng đi, nếu không sẽ chờ cục cảnh sát ngồi xổm. Vừa dứt lời, ngũ giai văn lại phát ra tiếng kêu đau đớn. Thẩm ngôn thản nhiên nói. Nếu không làm theo, cánh tay này của con gái ông hôm nay sẽ không giữ được. Ngũ giai văn đau đến không nhịn được, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, hai mắt đẫm lệ mơ hồ cầu xin mợ. Mẹ, mau ký đi, con không thích nhà cửa và xe hơi của bọn họ. cái gì mà nhà cửa rách nát, xe cổ rách nát, hai căn nhà kia cùng ba chiếc xe sang trọng cộng lại ít nhất đáng giá chín con số. chịu không nổi con gái cầu xin, mở run rẩy ký tên mình lên hợp đồng, thẩm ngôn mới buông tay. rốt cục đem hai mẹ con này oanh ra khỏi thẩm gia, thẩm ưu an tâm tiến vào mộng đẹp. những người khác trong nhà lại lặng lẽ mở cuộc họp. ngày hôm sau, lúc ăn điểm tâm cha thẩm dường như lơ đãng ho khan vài tiếng mấy ngày gần đây không biết vì sao luôn thường ho khan thỉnh thoảng còn đau ngực thẩm ưu không nghĩ nhiều ba làm việc vất vả phải chú ý thân thể nhiều hơn không nghe thấy tiếng lòng của cô mẹ thẩm suy nghĩ một lát mở miệng nói mẹ thấy con hút thuốc nhiều quá phải không nghe được từ then chốt động tác uống sữa của thẩm ưu dừng lại ho khan đau ngực những thứ này nghe có chút giống điềm báo ung thư phổi đấy tới ngay. Bọn họ bất động thanh sắc liếc mắt nhìn nhau, kiềm chế tâm tình kích động, chờ Thẩm Ưu nói tiếp. Thẩm Ưu đột nhiên ngước mắt nhìn mẹ Thẩm một cái. "Ai, đừng nhìn mụ mụ hiện tại xinh đẹp động lòng người nhìn qua so với bạn cùng lứa tuổi trẻ hơn 20 tuổi, nhưng là." "Mẹ Thẩm." Hết chương này. Chương 9. Hảo Liên tốt tại có thể sớm một chút chạy tới đầu thai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 9 Tốt cũng may có thể sớm đi đầu thai, nhưng là vừa nghĩ tới tại ba ba sinh bệnh nằm viện về sau, công ty bị đánh cắp thương nghiệp cơ mật, mẹ vì chiếu cố ba ba mỗi ngày trong nhà bệnh viện hai đầu chạy, còn muốn vì công ty sự tình lo lắng, lao tâm lao lực, cuối cùng bị ung thư vú, ta liền đau lòng mẹ. Thẩm phụ Có ý gì, chỉ thương mẹ chứ không thương cha đúng không? Quyết tâm lấy lại sự quan tâm của con gái, cha thẩm trầm ngâm một lát, nói ưu ưu con cảm thấy cha có nên cai thuốc không thẩm ưu mỉm cười lắc đầu không biết không biết mấy người vốn tưởng rằng cô sẽ thuận thế khuyên anh cai thuốc đều ngẩn người ba thẩm cho rằng thẩm ưu không nghe hiểu ám chỉ của anh hứa hẹn ưu ưu chỉ cần con nói một câu ba sẽ cai thuốc so với thân thể cùng sự nghiệp bị thương nặng không thể cứu vãn loại đau đớn cai thuốc này tính là cái gì không chỉ một lần nghe được câu này thẩm ưu ngay cả biểu tình cũng không thay đổi, chớp chớp mắt. Con nghĩ, bà thích hút thuốc như vậy, nhất định là có nguyên nhân, nói không chừng hút thuốc có chỗ tốt con không biết, con cũng không dám thay ba quyết định. Nghe giọng nói của cô tựa hồ rất tri kỷ, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy hình như có chút không thích hợp, nhưng cụ thể chỗ nào không thích hợp, cha thẩm trong lúc nhất thời không phẩm ra, có chút buồn bực. Những lợi ích của việc hút thuốc lá là gì? hút thuốc tốt, tốt là tốt, có thể chọn một nơi an táng tốt, sớm đi đầu thai. Phóc suy Mẹ thẩm không nhịn được cười ra tiếng, thẩm ngôn và thẩm triết an lại nhìn, chỉ nhếch khóe miệng. Bố thẩm Sau khi dùng xong bữa sáng, cha thẩm và mẹ thẩm muốn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thẩm triết an quay đầu nhìn về phía thẩm ưu. Hôm nay thời tiết không tệ, bên từ gia có người làm cục mời minh tinh đến biểu diễn, ưu ưu, cậu có muốn đi chơi không? Nói xong, thẩm triết an mới ý thức được còn có một em gái, dừng lại một chút, chần chờ nhìn về phía thẩm ngôn. Còn có tiểu ngôn, em có muốn đi không? Đến rồi đến rồi, phải đi kịch bản. Thẩm ưu điểm gật đầu, lơ đảng khoe khoang nhìn về phía người bên cạnh. Là sinh nhật từ dịp phồn, trước đó cô ấy đã mời em đi, em đồng ý, nhưng có thể chị không muốn đi. Em sợ cô ấy không thích ứng được với nơi đông người như vậy. Lời này chợt nghe giống như đang suy nghĩ cho thẩm ngôn, nhưng lại nằm chăm chọc thẩm ngôn không phóng khoáng, không thích ứng được với trường hợp đông người. Đừng trách ta, ta chỉ là một cái bình thường không có gì là trà xanh thôi liêu. Thẩm ngôn liếc cô một cái, lời ít ý nhiều. Đi. Thẩm ưu có một nhóm chị em nhựa, hàng ngày trong nhóm chính là khoe khoang quần áo, túi sách, trang sức mình mới mua, khen tặng lẫn nhau, lúc trước đầu óc cô không tỉnh táo, ngược lại rất thích phát biểu trong nhóm, những người khác cũng phối hợp khen tặng cô, sau khi thức tỉnh cô ý thức được người trong nhóm đối với cô không có mấy phần thật lòng, liền lười duy trì loại quan hệ nhựa không chịu nổi một kích này. Từ Diệp Phồn là con gái nhỏ của Từ Gia, là một thành viên trong đoàn chị em nhựa này, bình thường luôn vội vàng nịnh bợ thẩm ưu. Tối hôm qua sau khi cô theo mẹ thẩm rời đi, trong nhóm có không ít người đều hỏi cô vì sao đột nhiên rời đi, từ dịp phồn còn hỏi cô có tham gia tiệc sinh nhật hôm nay hay không điều này khiến thẩm ưu có chút ngoài ý muốn theo lý thuyết biết nàng là thiên kim giả cho dù không đem nàng đá ra khỏi nhóm hẳn là cũng sẽ yên lặng cùng nàng bảo trì khoảng cách đi như thế nào ngược lại trở nên càng nhiệt tình hiện trường bữa tiệc bố trí rất náo nhiệt đồ ngọt hoa quả đồ uống rượu đều đầy đủ mọi thứ Học mặt trong giới thượng lưu thường thường không phải là party vui chơi đơn thuần tiến vào không bao lâu, thì có người đi tới chào hỏi, hàng huyên một hồi về sau, thẩm triết an quay đầu lại dặn dò các nàng chính mình chơi đi, liền cùng bọn họ đi xa. Thẩm ưu vừa quay đầu lại, phát hiện thẩm ngôn không biết đã biến mất từ lúc nào. Cô vốn định tìm chỗ ít người ngồi, không ngờ từ dịp phồn phát hiện ra cô. Ưu ưu, ngươi rốt cục tới rồi. Từ dịp phồn vẻ mặt vui mừng nhận quà từ trong tay thẩm ưu, kéo cánh tay cô. Ưu ưu, Hôm nay cô tới một mình sao? Thẩm ưu duy trì nụ cười giả tạo. Không phải, anh trai và chị gái tôi đều tới. Nghe vậy, từ dịp phùng lộ ra biểu tình thất vọng, à, nhị ca ngươi không tới sao? Ngươi lần trước không phải nói sẽ nghĩ biện pháp giới thiệu ta cho nhị ca ngươi sao? Anh hai Thẩm ưu là đạo diễn nổi tiếng có thiên tài, mỗi bộ phim điện ảnh đều đạt được giải thưởng lớn quốc tế, hơn nửa doanh thu phòng vé không thấp ngắn ngủi năm năm liền nâng lên ba ảnh đế cùng hai ảnh hậu gần đây nghe được tin tức anh dự định quay phim truyền hình từ dịp phồn mơ ước trở thành ngôi sao hàng đầu liền đem chủ ý đánh tới trên người thẩm ưu muốn mượn cô đi đường tắt thẩm ưu nhún vai bất đắc dĩ nói cậu biết đấy anh hai tôi rất bận đã một thời gian rất dài không về nhà tôi cũng không liên lạc được với anh ấy trong lúc nói chuyện có một nam sinh nhìn thấy các nàng sắc mặt lúc này liền khó coi tức giận nói từ dịp phồn ngươi có lầm hay không a à? giọng hắn không nhỏ ở đây không ít người đều là tối hôm qua tại yến hội đi theo thẩm ưu ăn tôn gia dư người lúc ấy dưa chưa ăn xong tiết lộ người liền bỏ đi bọn họ đang sầu không tận hứng vừa nghe đến thẩm ưu cái từ mấu chốt này nhao nhao giữ vững tinh thần nhìn lại phát hiện thật sự là thẩm ưu ánh mắt mọi người sáng ngời thẩm ưu cảm thấy người này rất lạ mặt không rõ vì sao anh ta lại có địch ý với cô từ dịp phồn lườm hắn một cái. Từ thủy lỗi, đây là tiệc sinh nhật của tôi, tôi muốn mời ai thì mời người đó. Từ thủy lỗi. Tên thật quen tai. Hình như là anh họ của từ dịp phồn đi. Bất quá cái này không quan trọng, trọng điểm là tôi đã nhìn thấy dưa của hắn. Có dưa. Mọi người mặt ngoài còn đang làm chuyện của mình, trên thực tế đều lặng lẽ vẫn tai lên. Từ dịp phồn thì lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa để cho hắn bình thường không đem nàng để vào mắt, hiện tại liền chờ mất mặt đi. Từ thủy lỗi tối hôm qua không có tham gia yến hội, còn không biết mọi người có thể nghe được thẩm ưu tiếng lòng sự tình, chợt nghe được thẩm ưu thanh âm, lại không thấy nàng há miệng, không khỏi sắc mặt cổ quái. Hắn có bị ảo giác không? T. Thì ra từ thủy lỗi vẫn là Trần Thanh Nhã liếm chó một cái. Người quen biết từ thủy lỗi và Trần Thanh Nhã cùng một lúc. Hả? không phải từ thụy lỗi nói chỉ coi Trần Thanh Nhã là bạn bè sao? Được rồi. Cứ nhiên sau lưng bọn họ lặng lẽ liếm chó. Ánh mắt khác thường của người chung quanh khiến sắc mặt từ thụy lỗi cứng nhắc. Hắn thẹn quá hóa giận. Thẩm ưu, con mẹ nó ngươi lại bịa đặt có tin hay không ta đánh ngươi. Thẩm ưu giả bộ sợ hãi trốn sau lưng từ dịp phồn, tôi không nói gì cả. Từ trung học liếm đến đại học, thư tình đều viết. À không, là chép hơn 600 phong, hạt giấy đều gấp đầy ba cái bình, trước mặt tỏ tình bị cự tuyệt hơn 50 lần. OMG, cái này đều không thành công, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi huynh đệ. Từ thủy lỗi. Cỏ. Sao thẩm ưu lại biết chi tiết như vậy? Hết chương này. Chương 10. Ngượng ngùng rồi, thay ngươi anh hùng cứu mỹ nhân một chút. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 thật ngại quá, thay ngươi anh hùng cứu mỹ nhân một chút, liếm chó, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Không ít nam sinh ở đây yên lặng tỏ vẻ đồng ý với lời nói của thẩm ưu. Bất quá các nữ sinh còn chưa kịp vì thâm tình cùng chuyên nhất của hắn mà cảm động, đã nghe thấy tiếng lòng tràn ngập ghét bỏ của thẩm ưu. Gì, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu chung tình, nguyên lai bất quá chỉ là một quả dưa chuột thối. Chân trước hướng Trần Thanh Nhã thổ lộ bị cự tuyệt, chân sau ngay tại hội sở tìm nữ nhân khoái hoạt thật bẩn nghe vậy ánh mắt không ít người nhìn về phía từ thủy lỗi lộ ra khinh bỉ từ thủy lỗi người đều tê dại đang muốn nổi giận nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì cả người đều trấn định lại làm bộ làm tịch ho khan vài tiếng ta có bạn gái hai ngày trước còn quan tuyên xem qua bạn bè của ta vòng người đều có ấn tượng a à. đúng rồi hắn đích xác có bạn gái nghe được lời của hắn Tất cả mọi người hồi tưởng lại ngày từ thủy lỗi liên tục đăng hơn 10 tin nhắn ân ái, không ít người chịu không nổi hành vi spam của hắn, còn đem hắn che đậy. Từ thủy lỗi vốn muốn trực tiếp phản bác thẩm ưu, nhưng lời đến bên miệng lại đột nhiên ý thức được hắn nghe được tựa hồ chỉ là tiếng lòng của nàng, vì vậy sửa miệng nói. Ta cùng bạn gái của ta rất yêu nhau, hy vọng một số người không nên nói hưu nói vượng bại hoại thanh danh của ta, phá hư tình cảm của ta cùng bạn gái của ta. Ngoại trừ thẩm ưu, những người khác đều biết người nào đó trong miệng từ thụy lỗi là chỉ cô bộ dáng chắc chắn của từ thụy lỗi khiến mọi người nghi ngờ tính chân thực của nội dung tiếng lòng thẩm ưu bọn họ hình như có chút quá mù quáng tin tưởng tiếng lòng của thẩm ưu đi tuy rằng tối hôm qua trong bữa tiệc thẩm ưu tiết lộ ra rất nhiều dưa hấu của tôn gia đã kích thành viên hội đồng quản trị tôn quá mức nhưng hiện tại cũng không ai có thể chứng minh dưa hấu cô tiết lộ ra là chính xác trăm phần trăm cho dù cô tiết lộ dưa hấu của tôn gia đều là thật cũng có thể là mèo mù đụng chuột chết hoặc là ngẫu nhiên biết bí mật của tôn gia nhưng cô cũng không thể cái gì cũng biết chứ từ thụy lỗi nhận ra ánh mắt người chung quanh biến hóa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm đắc ý cười cười có người hỏi hắn sao thật không giải thích được ta cũng không phải cái gì thức ăn cho chó đều ăn thẩm ưu vẻ mặt nghi hoặc từ dịp phồn bên cạnh há miệng muốn nhắc nhở cô nhưng lại phát giác không phát ra âm thanh Thẩm ưu không hiểu vì sao Lật xem bách khoa toàn thư ăn dưa thất đức Trong lòng không khỏi cười lạnh À, từ thủy lỗi da mặt thật là dày Lại không biết xấu hổ nhắc tới bạn gái của hắn Nghe vậy, nụ cười của từ thủy lỗi dừng lại Không hiểu sao lại có dự cảm không tốt Nàng lại muốn nói cái gì Bộ dạng không được tốt lắm Lại còn học cổ tạo bá tổng tìm thế thân Thật không nói gì bạn gái xứng đáng trở thành ngươi một bên tình nguyện làm Trần Thanh Nhã liếm chó một vòng sao? Cái gì? Bạn gái là thế thân của Trần Thanh Nhã. Quan Tuyên là giả, muốn cố ý kích thích Trần Thanh Nhã là thật. Mọi người nhất thời tỉnh táo lại, có người lấy điện thoại di động ra tìm bạn bè của Từ Thụy Lỗi, vừa nhìn đã phát hiện, hắc, cô gái trong ảnh kia thật đúng là có vài phần tương tự với Trần Thanh Nhã. Thật khôi hài, từ thủy lỗi cư nhiên tin tưởng hắn đám kia cẩu đầu quân sư lời nói, cho rằng như vậy có thể kích thích Trần Thanh Nhã, để Trần Thanh Nhã quan tâm hắn. Từ thủy lỗi gân xanh nhảy dựng lên, đang muốn phát tác, thình lình lại nghe thấy thẩm ưu nói. Nếu hắn biết đám cẩu đầu quân sư kia tất cả đều ở sau lưng hắn làm Trần Thanh Nhã liếm chó, có thể tại chỗ sụp đổ a à, ha ha ha. Từ thủy lỗi. Mọi người cúi đầu nghẹn cười. Lúc trước không biết, nhưng hiện tại đã biết mọi người cũng đều biết tôi e rằng anh ấy sẽ sụp đổ thảm hay là bị ép làm thế thân bạn gái thảm a bị làm lớn bụng không thể không buông tha việc học bây giờ còn đắm chìm ở tìm cái bạn trai tốt trong mộng đẹp nếu nàng biết từ thụy lỗi không chỉ có đối với trần thanh nhã dư tình chưa dứt còn mỗi ngày chạy ra ngoài làm loạn có thể hay không tức giận đến sinh non a không ít nữ sinh nghe được tiếng lòng của thẩm ưu mang theo tiếng thở dài không khỏi đồng tình với cô gái bị từ thụy lỗi không hay biết kia Bất quá nói đi cũng phải nói lại, từ thụy lỗi vốn là không có ý định để cho đứa bé kia sinh ra, cũng không có ý định đối với nàng phụ trách, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đem nàng trở thành kích thích Trần Thanh Nhã cùng tiết dục công cụ mà thôi, chờ qua một thời gian ngắn, hắn sẽ tìm người chế tạo ngoài ý muốn, để cho bạn gái sinh non, sau đó trả đũa trách nàng không có bảo vệ tốt đứa nhỏ, đưa ra chia tay. Từ thụy lỗi nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Cỏ những ý nghĩ này hắn chưa từng nói với bất luận kẻ nào cô là con dung trong bụng anh sao làm sao biết được chi tiết như vậy các nữ sinh ở đây nghe được nắm đấm đều cứng rắn ngay cả một ít nam sĩ cũng nhịn không được phỉ nhổ hắn hổ độc cũng không ăn thịt con từ thụy lỗi là loại đàn ông cặn bã gì ơ ờ, tiểu tử từ thụy lỗi này có không ít dưa đâu còn dưa gì nữa nhiều hơn một chút họ thích nghe tháng trước uống rượu xong về nhà, trên đường dừng xe thời điểm không tắt đèn flash, đi ngang qua phụ nữ có thai hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn lại cảm thấy người ta đang dạy hắn làm việc khiêu khích hắn, trực tiếp đem người đánh tới sinh non. Mọi người! Hình A, thực hình A. A này! Tâm nhãn này so với mông còn nhỏ hơn. Phốc suy! Nghe thẩm ưu châm chọc trong lòng, từ dịp phùng nhịn không được cười ra tiếng thẩm ưu kỳ quái nhìn về phía cô em cười cái gì từ dịp phồn cười hiếp mắt nhìn về phía từ thụy lỗi sắc mặt xanh mét tôi đột nhiên nghĩ đến một câu người càng thiếu cái gì lại càng thích khoe khoang cái đó thì ra là đang cười chuyện từ thụy lỗi spam sâu ân ái tuy rằng cảm thấy từ dịp phồn nói có đạo lý nhưng thẩm ưu không gật đầu phụ họa mà trừng mắt nhìn trà ngôn trà ngữ dịp phồn cậu nói như vậy anh họ cậu sẽ hiểu lầm cậu đang cố ý chăm chọc anh ấy để tôi xem từ thụy lỗi còn có dư gì đủ rồi từ thụy lỗi không thể nhìn được nữa không muốn thẩm ưu tiếp tục tiết lộ đen mặt vọt tới trước mặt hai người đẩy từ dịp phồn ra đưa tay muốn bắt thẩm ưu À, cánh tay đột nhiên bị thứ gì đó đập trúng gần tê dại trong chớp mắt từ thụy lỗi không thể đụng tới thẩm ưu trơ mắt nhìn cô trốn xa cúi đầu nhìn xuống đánh trúng hắn là một viên bi thủy tinh. Từ thủy lỗi nhìn chung quanh, là ai? Là tôi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam sinh nhuộm tóc bạc đứng ở trên lầu cát, tóc vụn theo gió nhẹ phất động, rải rác ở trước trán, khuỷu tay hắn chống lan can, trong tay cầm một cây cung cao su, thần thái lười biếng, môi màu nhạt hướng bọn họ kéo ra một nụ cười không sao cả. Như thế nào, ngươi muốn tìm ta tính sổ sao? ngọn lửa trên đỉnh đầu từ thụy lỗi trong nháy mắt liền tắt tạ huyên náo chính là một tiểu bá vương phải sớm biết rằng đánh hắn là vị tổ tông này hắn mới không lên tiếng còn tính sổ ai dám chọc hắn chứ tạ huyên náo nhìn về phía cửa phất phất tay ngại quá giúp anh hùng cứu mỹ nhân một chút nhìn theo hướng tầm mắt anh sắc mặt từ thụy lỗi cứng đờ hết chương này